Nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cách nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo ví Sunet Tremio và giao dịch trên Serumdex. Sàn Serumdex là sàn rất là mới và Sun dùng trên nền tảng Sun thì được sự hậu thuẫn của sàn FTX. Sàn đang mới nổi và nguồn vốn rất mạnh. Người đứng đầu là Sam. Thì đầu tiên mọi người cần phải vào trang sunet.io để tạo ví. Đấy. Để tạo ví để giao dịch giống như gần giống như của Binance đấy, cần phải tạo ví trước. Đây thì mọi người cần phải lưu lại cái mã này. Lưu lại các ký tự ví này. Gọi là các cụm từ khôi phục, nếu mình có thể mất ví hoặc đăng nhập ở nơi khác mình cũng dùng những cụm từ khôi phục này được. Và chúng ta bấm OK, ấn đã bấm hoặc là đã lưu lại các ví này rồi, an toàn rồi, bấm continue, sau đó nhập mật khẩu đây. Đấy, nhập mật khẩu đây. Sau khi mật khẩu đồng nhất thì chúng ta sẽ bấm create wallet và sẽ tạo được wallet. Đấy, chỉ cần như thế thôi. Vậy đã xong. Mình thì đã tạo rồi nên mình bỏ qua cái bước này nha. Mọi người cứ tại thế. Đấy. Xong thì tạo xong thì nó sẽ có giao diện như này. Để đầu tiên tạo xong nhá, mọi người lưu rồi nhá, thì mình sẽ tiến hành nạp Sun vào đây, kích vào nhận và nó sẽ xuất hiện địa chỉ Sun. Thì mọi người copy cái này vào các sàn Binance hay là FTX để rút về. Nhưng mình thì giờ mình sẽ sử dụng FTX bởi vì nó rút miễn phí và nó là hậu thuẫn cho cái sàn Serum này. Đấy, copy sau đó vào rút về đây. Mình đây mình vừa nạp với 2 sun, nhưng mà tiền phí mua thì nó có giá 9 thôi. Đây, nạp sun vào, nạp sun xong mọi người muốn thêm các token khác ấy thì mọi người kích vào cái dấu cộng này nhá, kích vào dấu cộng này AD token nhá. Đấy, muốn thêm token nào vào thì thêm, mình đã thêm USDT rồi, mình thêm USDT đây. USDT mới được xây dựng trên nền tảng Sun. Bây giờ mình muốn thêm FTT chẳng hạn, kích vào thêm. Đấy, đã xuất hiện confirm là thành công rồi. Đây FTT đây, bây giờ mình muốn làm FTT thì kích nhận. Để em dùng dùng nền tảng Sun thì mình kích sang bên này nhá. SPN USDT, ở đây USDT. Còn ERC20 thì mình cần phải cài MetaMask để connect. Đây địa chỉ ví FTT này. Mình đã USDT này, E này FTT là quay sàn FTX. Kích vào nhận. Đấy, thì nó sẽ ra cái địa chỉ FTT trên nền tảng Sun. Đây FTT trên nền tảng Sun nhá. Copy, sau đó vào nút, không được. Mình sẽ tiến hành nạp. Mình sẽ tiến hành nạp USDT vào đây để giao dịch. Đấy, SPL USDT. Bước thứ hai mọi người sẽ cần phải vào Serumdex. Thì đường link tí mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video. Đây nó sẽ có giao diện như thế này. dex.projectserum.com. Đây nhá. Nó sẽ cũng khá nhiều cặp giao dịch. Mọi người muốn giao dịch cặp khác kích vào cái dấu này xuống này. Đấy, chọn các cặp. Rất nhiều.
cặp hỗ trợ tương đối phổ biến này, là như BTC như USDT. Hiện tại sàn mới lên vol cũng chưa cao lắm, chưa có nhiều vol lắm, thì tí mình sẽ mua con HG để làm mẫu nhá. Đây có HG này đang bán lên giá hơn giá EOL một ít thôi, mình sẽ mua để giao diện nhá. Chúng ta sẽ cần để giao dịch, chúng ta cần phải collect với ví Solet, Solet EIO, thì bấm vào collect này nó xuất hiện ra như cửa sổ pop up cần, nhưng mà nhập mật khẩu của ví Solet và ấn unlock. Unlock xong nó hỏi có collect không, collect với địa chỉ ví này không, rồi bấm collect là được. Đấy thì chúng ta đã collect được với ví Solet. Đây, nếu chúng ta muốn không có lấy nữa, chúng ta đi còn đi có lấy là hết. Để có lấy thì nó luôn phải giữ cái cửa sổ này, nếu tắt cửa sổ này đi thì nó sẽ là đi có lấy ngay, nên mọi người luôn giữ cái cửa sổ bút áp nhỏ nhỏ này nhá. Thì mình mới hiện tại mới có sun thôi, nhưng bây giờ mình muốn mua con HG này thì mình sẽ cần phải làm USDT vào để mua. USDT đây, thì chỉ đây mình click nhận, copy vào cho mình sang sàn FTX thì mình rút này, đồng USDT này, có rút tiền. Nằm nắp rồi, tiếng Anh quen. Sàn FTX được cái rút tất cả các đồng coin đều miễn phí hết, kể cả BTC, ETH. Nên ai có giao dịch còn nhỏ thì nên giao dịch trên này. Hiện tại thì nó chưa phong phú về các đồng coin khác nhau, cũng chưa nhiều. Đây là đồng coin đây nhé, muốn rút tiền mình sẽ dán cái địa chỉ vào đây. Đấy thì hiện tại nó đang hỗ trợ support UMI, nền tảng BTC, ERC20, ETH và TRC và SPN. SPN này thì hiện tại thì như mới có sàn này FTX hỗ trợ thôi, còn các sàn khác thì khả năng là chưa hỗ trợ. Đấy thì mình sẽ giúp tối đa luôn, tối đa nếu để chắc chắn thì mình sẽ giúp ít thôi, test trước tới khi nào tới Warnet thì mình sẽ giúp tiếp. Cũng gửi SMS mã xác minh rút tiền về. Đấy, nhập cái mã xác minh rồi đấy, 78 78 512 rút tiền rất nhanh. Cái sàn này sẽ xử lý nhận rút tiền trong vòng tầm 3-5 phút. Xem email về không. Đấy, còn cái là Explorer này là của trang đúng giao dịch giống như kiểu trên ETH Explorer, ETH Scan tương tự như thế, không khác gì, gần giống như kiểu Ethereum ấy, giống như ví My Ethereum Wallet. Đấy, chúng ta chỉ cần close và khi nào USDT đây nhận được để xem tại đăng báo yêu cầu giúp. Chờ xem nhá. Đấy, mình muốn mua con này bởi vì giá nó hiện
chưa chưa cao lắm so với giá EOE. Giá EOE hiện tại là tương đương 7,5 đô mà nó mới giao dịch ở mức 10 đô này. Mình mua một vài đồng. Hiện tại mọi người sẽ cần chờ. Với sàn FTX này mình giới thiệu qua trong chờ đợi thì mọi người lên hold một ít đồng FTT này tầm 10 đồng trở lên để tham gia EL của nó. Dạo này sẽ xuất hiện rất thường xuyên trong vòng tháng 9 này ra 2 EOL rồi. Khi nào có tin nhắn báo rút thành công thì là mọi người sẽ vào kiểm tra đây. Xem xuất hiện USDT này được đúng ví solet.io nhé. Đây là 9,9 này, bạn mua 9,7. Đây đã có rồi, nhận rất nhanh. Mình vào wallet đã xuất hiện 37 đô rồi. Đây đấy, chúng tôi rút thành rất thành đã thành công rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành giao dịch nhé. Rồi mình sẽ tiến hành mua luôn, mua thì kích vào đây cái giá 10 đô đi. Số lượng mình sẽ mua 37 đô thì mình sẽ mua được 2 đồng, 3 đồng mình sẽ mua 2 đồng để làm mẫu nhập vào đây muốn bán hay kích xong bên này. Đây là mua, mình sẽ mua trực tiếp với giá min luôn, bấm V. Ra cửa sổ này thì mọi người sẽ kích tầm kích phê duyệt up. Nghe là ok đấy, báo đang gửi đi, order đã xin, order đã được xác nhận. Đây giao dịch của mình đây, xuất hiện trên này lịch sử rồi. Xem nào, lịch sử giao dịch này đấy, mua xem tài khoản đây mọi người nhá, để vào cái HGS này về tài khoản này. Cái này nha, mình quên chưa mở tài khoản chưa, mình sẽ phải làm đi thêm tài khoản HGS vào đây. Đấy, HGS đây thêm vào, mỗi lần thêm hết tốc tuần thì mọi người sẽ mất ít phí xu nha. Đây là HGS, hiện tại nó chưa về ví nên là mất 0,000 thì mọi người cần phải ấn Sito đấy, Sito này token này thì nó mới về ví được. Chi tổ phê duyệt ok đấy, chi tổ thì nó mới về tài khoản. Còn dư đây và chúng ta vào cái phần solet.io thì nó đã có khác ghét đây rồi, 2 đồng đây rồi đấy. Mọi người giao dịch một đồng nào thì chỉ cần chọn cọc và giao dịch thôi. Hôm nay sẽ có dự kiến sẽ có thêm nhiều cặp khác nhé.